đi, dạ, đi, đi ra ngoài. Có sao không anh? Ờ, không sao. Ba, có sao không ba? Chú có sao không chú? Chú không sao. Damn, son. Ba ơi ba, ba tỉnh lại đi ba. Ba nhận ra con không ba? Thanh đó hả con? Ba tỉnh rồi, ba tỉnh rồi. Dạ con nè ba, con Thanh nè ba. Dạ, ba tỉnh đi rồi mai mốt cái ba đi chơi với tụi con cái ba. Ba hứa rồi đó, ba nhớ không ba? Ba khỏe mà con. Dạ, dạ, bác sĩ nói là khi mổ xong á ba, cái ba ăn uống nhiều vô là cái ba khỏe lại liền hả? Nghe ba? Ba nhớ rồi. Dạ, dạ. Ngọc đây phải không con? Thằng mau lớn nhanh quá. Dạ. Con lên đây với ông coi. Dạ. Lên với nội đi con. Ủa? Tiếng gì vậy cà? Tiếng bom nổ phải không? Dạ. Cháu của ông bây giờ biết thổi sáo bằng mông nữa hả? Ba sao vậy ba? Ba đừng. Bác sĩ ơi, ba tôi. Bác sĩ ơi. Chẳng còn thời gian.